Những anh em nào mà đi rừng mà cần phai của con hón, con giòn hay còn gọi là con nhóc, giếm đuôi dài. Một số nơi cái tên gọi khác nhau thì cái con trên màn hình anh em cần cái phai để dụ bắn nó hay là bẫy nó để dễ hơn, chứ bắt vũ công nó hơi khó. Anh em nào cần phai thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để được tư vấn cũng như chia sẻ thêm kinh nghiệm cho anh em làm hiệu quả nhất. Ngoài ra anh em bấm vào kênh sập bẫy để coi các loại bẫy chim trong sập thú rừng khác. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại là 070825279 lập thuận để được tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại là 070825279 lập thuận để được tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.